Vậy là sao hả con? Một vở kịch quá hay khiến cho bà già này tính sái cổ. Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi bác. Nói cho mày biết, hai đứa yêu nhau từ lúc nào? Và từ lúc nào hai đứa biết nói dối mẹ? Tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi trẻ. Mẹ! Cướp vợ tao hả? Mày dám cướp vợ tao hả mày? Anh bị điên hả? Anh có sao không? Thời gian ở đây đánh rồi. Tao muốn chọc đuôi mắt nó. Cũng may tao cho đàn em theo dõi mày. Hôm nay tao cho mày đổ máu đây luôn. Dừng lại! Tôi nói anh dừng lại đây mà. Tại sao vậy Ngọc? Anh yêu em, cung phụng em, tôn thờ em như vậy. Mà tại sao em lại lừa dối anh? Hả? Tại sao em lại cấm danh một cặp sừng như vậy? Thằng này, để anh cấm lại cặp sừng cho đầu đó. Em đừng có nói dối nữa. Tôi đàn em nói anh hết rồi. Em với nó chuẩn bị đám cưới đúng không? Anh là một người đặc biệt đối với em. Em chưa cần anh đáp trả ngay bây giờ. Nhưng mà em chỉ mong là anh mở lòng của anh ra cho em cơ hội để em cố gắng có được tình cảm của anh. Anh chưa dám hứa chắc, nhưng mà anh không cần nói gì nữa hết. Chỉ như vậy là đủ rồi. Anh hứa với em là anh và Ngọc sẽ không có bất cứ màn kịch nào diễn ra nữa, ít nhất là trước mặt em, được không? Anh hứa. Sao nghe nói là hai đứa cãi nhau rồi đòi chia tay mà? Dạ trước đây là tụi con sợ mẹ không có đồng ý, cho nên mới phải yêu đương bí mật. Rồi mẹ muốn gặp Ngọc, cho nên tụi con mới bày trò này trò kia để lừa dối mẹ. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện nó bại lộ hết trơn rồi, cho nên hôm nay tụi con muốn về đây là xin mẹ tổ chức đám cưới cho tụi con trong năm nay. Chắc chắn chưa?